Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì rất là lâu rồi em mới có được một cái hình ảnh của con bò Redman Mỹ mà với một cái vóc dáng nó đẹp như thế này. Đó, bà con cô bác anh chị. Và bò này thì thuộc về khung bò lớn nha cô chú anh chị và các bạn. Bò này là chuẩn bò nền ở Ba Tri Bến Tre luôn. Bà con cô bác anh chị mà muốn mua cái gốc bò ở Ba Tri thì đây là sự lựa chọn hàng đầu của bà con cô bác anh chị nè. Con này thì tình trạng là đang mang thai lại lứa thứ hai, nó đẻ một con rồi. Và một chút xíu nữa em sẽ cập nhật cái thông tin tháng thai để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem. Kiếm được một cái con bò thì nó dễ, mà mình kiếm được con bò mà chuẩn nền gốc Mỹ vậy là hơi bị khó cô chú anh chị và các bạn ơi. Con này là thuộc về Redman Mỹ ha. Đây, chân móng nè rất đẹp, móng sò xương sóc rất là lớn luôn. Và kế bên đây là con Angus bông. À, bông này là bông bướm nha, chứ không phải là bông 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 giá, bông đốm. Chân móng đi đứng thì cũng hoàn thiện. Con này thì tình trạng là đang mang thai lại luôn cô chú anh chị các bạn ơi. Hai con bò thì nói chung là rất là lớn tàn. Và bây giờ em sẽ cập nhật cái thông tin về về tháng tháng thai để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem và đưa ra quyết định của mình có nên mua hai con bò này hay không ha. Hai con bò này tình trạng là nó con Angus thì đẻ hai con, còn con này mới đẻ một con thôi. Và cái tháng thai của con bò này thì nó đang có con này 7 tháng, hai con là chữa 7 tháng hết rồi. Con này ba bê, còn con bò siêu siêu cái màu cam. Thì con này thì hiện đang mang thai kem Pháp. Đó, tình trạng là nó thì nó bị sà mâu nhưng mà hết rồi. Đó, nó ra lông rồi cô chú anh chị bạn thấy rõ ha. Cái đâu đó có thì em nói chứ để bà con cô bác anh chị chúng ta xem mà mình mình không biết rồi bắt đầu cái giao đến ông buồn vui. Đó. Nhưng mà cái giá của con này thì chút xíu đó bà con cô bác anh chị nghe rõ kỹ. Cặp con bò này giá cực kỳ thương. Con bò Angus nè, tại vì nó có hơi bị lan lan ra mông chút. Mà nó hết rồi nha. Rồi. Thì để trở lại cái video ngày hôm nay thì em xin thông báo gửi đến bà con cô bác anh chị hình ảnh của con bò Redman Mỹ. Nó rặt gốc Mỹ nha. Nè. Đầu thì đầu trụi, bò lớn tàn, bò này thuộc về bò cung tàn sát lớn nha. Đó, cái mõm nè, hết biết cái mõm không? Đầu thì đầu trụi, sát mặt nghiêm chỉnh. Quả đầu hết biết quả đầu không? Đó, con này thì thuộc về dòng bò lớn tàn. Bò cung tàn lớn sát. Cung tàn độ ha. Con này thì chân móng nè, bà con cô bác anh chị thấy dàn chân không? Đó, dàn chân hết biết, dàn chân dàn rúng nè. Thối thần, bò này giá mang bò bự. Đó, Redman Mỹ nha. Rặt gốc Ba Tri luôn. Đây bà con cô bác anh chị cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ với em ha. Con này đang mang thai 7 tháng, mang thai lứa thứ hai. Cái dàn rúng nè. Bò này là chuẩn nền luôn á. Bà con cô bác nào mua con bò này về mà đẻ ra con bò một cái ha. Đẻ ra bò cái á, là đủ tiền. Con này theo em về là em phối Angus. Em về là em phối Angus. Giờ đẻ đực đẻ cái gì bán cũng có tiền. Tại vì cái giống bò này bây giờ mình coi nè, coi cấp mình nè. Rúng yếm chân móng nè, nó chuẩn không? Đó, cấp mình là đòn dài, Redman Mỹ, coi cổ nó bật. Ôi khó kiếm bò này lắm cô chú anh chị các bạn ơi. Mình nhìn con bò nè. Đúng lý ra thì nó mới tách con, đang mang thai là 7 tháng ha. Đang mang thai lứa thứ hai. Đây, anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em. Redman Mỹ nha. Đó. Con này thì sái tích nghiêm chỉnh rồi. Rất là lớn bò luôn, em đứng rất là xa. Mình nhìn cái khoảng cách từ chỗ của em mà đi lại con bò nè. Cô chú anh chị bạn thấy không? Khoảng 3 mét. Đó. Bò thì rất là lớn bò ha. Em quay bò không phải là phóng to, phóng đại gì hết. Và tình trạng là hai con bò này thì hai con này đang mang thai 7 tháng. Mình coi nè, con này thì nó hơi có cái điểm sà mâu nè, mà nó ra lông rồi ha, hết rồi. Chân móng nè, đó, cấp mình. Hết biết không? Hàng bò rất là bự, rất là to. Đó, tình trạng là hai con mang thai 7 tháng hết. Và giá bán thì bây giờ em sẽ cập nhật cho bà con, cô bác, anh chị liền luôn. Con Redman Mỹ này em thấy đang có giá bán là 42 triệu. Đang mang thai bao chữa 7 tháng. Còn con Angus này thì có giá là 33 triệu nè. Thì nghe 33 triệu là mình thấy tiền thịt nó cũng đủ rồi. Đây cô chú anh chị các bạn thấy không?
mang thai bao chữa 7 tháng bao lòi lú của chú anh chị các bạn luôn. Thì hang bò này thì sẽ được đảm bảo bà con cô bác anh chị tới ngày mà bò con lú giò ra ha. Nè, được đảm bảo tới ngày bò con lú giò ra. Hang bò này là thuộc về hai con bò rất là lớn tàn. Anh chị nào có nhu cầu mua thì mọi người có thể liên hệ vào số điện thoại của em 0383777696. Bò này là bò chuẩn nền nha, chuẩn nền luôn. Đây, Redman trụi đang mang thai 3B. Con này giờ đẻ đực cái gì bán cũng có tiền. Đẻ ra nếu bò đực thì mình để làm bò nhảy, bò giống. Bò cái thì mình làm bò nền. Đó. Bà con cô bác anh chị xem cảm thấy thích muốn mua cái đôi bò này thì mọi người liên hệ vào số điện thoại của em 0383777696 ha. Ngành ghét hết biết ngành ghét không? Siêu bông. Bông này là bông bướm chứ không phải là bông đỏ, bông trắng gì nha. À, con này giá 33 triệu bao chữa 7 tháng, còn con này giá 42 triệu. Con bò đứng. Đây, cô chú anh chị bạn thấy giống bò mẫu không? À, khó kiếm bò này lắm nha, từ lúc em quay chương trình tới giờ khó kiếm được con bò như vậy lắm nha. Rồi, thì bò này thì nó thuộc về khung tàn sát lớn mình biết rồi ha. Chiều cao nó thì bây giờ em sẽ cập nhật cho bà con của bác anh chị liền luôn. Chiều cao tại phía sau khu. Đó, hai con bò nè. Nhìn thấy con bò này, nhìn thấy cổ bật này là em thấy em mê với dàn đầu. Dàn rúng nè. 42 triệu. Không lẽ giờ ginh về nhà luôn thôi. Quá đẹp. Bao chữa, bao lồi, những con gì của. Con bò này thiệt chứ. Mấy em con. Tại giờ em hết vốn rồi, phải còn vốn em ginh bò này về nhà liền. Bò này chiều cao tại phía sau khu là 1m38 của chú anh chị mà. Con này ha. Còn con này chiều cao tại phía sau khu nó thì thôi 1m32. Bò rất chung, nói chung là rất là lớn bò. Đây, nhìn xem cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ vào số điện thoại của em ha. Rồi, thì nãy đến giờ thì cũng đã cập nhật đầy đủ thông tin và báo giá dành cho khách hàng rồi. Thì anh chị cô chú nào ở vùng miền, các vùng miền trên cả nước có nhu cầu muốn mua thì liên hệ với em ha. Rồi, thì xin thông báo đến bà con cô bác anh chị thì hiện bây giờ em đang có một chuyến xe ghép bò về tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh. Đó, đây em đi coi con chuyến miền Tây. Rồi, bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì mình có thể liên hệ vào số điện thoại của em để có thể chốt được những bò này mua về nuôi phát triển kinh tế ha. Bò này mà có thêm con nghe cái đứng kế bên nữa bà. Bán cái tới nóc tới tiền. Rồi, thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.